Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một chủ đề về thanh xuân. Nếu như mà được hỏi năm tháng nào là năm tháng đẹp nhất của đời người thì câu trả lời chắc chắn là những năm tháng thanh xuân, những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng của những ước mơ và hoài bão, những năm tháng của những cái cảm xúc mơ mộng. Chúng ta lúc đó là một cái tuổi rất là đẹp, vô ưu vô lo, làm cái gì thì cũng bằng cả trái tim, không một chút toan tính. Nhưng mà cái tuổi thanh xuân tuy rất là đẹp nhưng cũng sẽ có rất là nhiều hạn chế về không gian và thời gian. Mỗi người chỉ được sống một đời thanh xuân của chính mình đúng một lần, vì thời gian sẽ mang đi tất cả mà không bao giờ quay trở lại và cũng không bao giờ chờ đợi một ai. Tuổi thanh xuân là một cái khoảng thời gian đẹp nhất của một người con gái. Thanh xuân của một người con gái được ví như là một cơn mưa. Mưa mà mưa dầm thì còn đỡ, còn mưa rào thì nó rơi rất là nhanh, rồi nó cũng sẽ tạnh rất là nhanh. Bởi vậy khi mà lúc mà mình có đọc một cái status ở trên Facebook á, thì mình có thấy một bạn á, thì để lên cái status á, viết là thanh xuân giống như là một cơn mưa rào, nó rơi xuống cái ào cái là hết thanh xuân. Nhưng mà thật sự á, thì bản thân mình nghĩ á, thì cái mà nó mất đi đó chính là cái tuổi xuân. Tuổi xuân có nghĩa là cái thời gian mà theo một cái quy luật tự nhiên là che già và măng mọc. Cứ thế, từng lớp người cứ nhường nhau cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy mà sống để làm những cái việc có ích cho đời và cho bản thân. Còn riêng về thanh xuân thì khác. Thanh xuân á, là nó không có mất đi mà nó luôn luôn ở bên cạnh chúng ta trong từng hơi thở, nhịp tim đập mỗi ngày, chỉ khác nhau ở cái chỗ suy nghĩ của mỗi giai đoạn trong cuộc đời mà nhìn nhận khác nhau. Vì thanh xuân là cảm xúc, không phải là thời gian, đem lại trong cuộc đời của mỗi người khác nhau. Không ai giống ai cả, ai cũng trải qua nó theo cách của riêng mình. Dù cho không muốn thì thanh xuân cũng đến và đi qua theo từng giai đoạn. Và đã bao giờ bạn tự hỏi thanh xuân là gì chưa? Có đôi lúc thấy lòng mình bất chợt buồn man mác, nghĩ về quá khứ, nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra trong cuộc đời mình và ngồi chiêm nghiệm lại thanh xuân của mình đã, đang và sẽ có như thế nào? Thanh xuân không có phải là thời gian mà là bề dày cảm xúc của con người. Thanh xuân thì được chia ra làm nhiều giai đoạn cảm xúc khác nhau của từng cái lứa tuổi. Khi mà chưa lập gia đình thì thanh xuân là một bầu trời tuổi trẻ với những nông nổi bộc trực cùng tình yêu, tình bạn đầy ngây ngô trong sáng. Ai cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ với những thay đổi cảm xúc, yêu, ghét, giận, hờn có đầy đủ trong các mối quan hệ. Nếu như thanh xuân mà không có sự quản lý chăm sóc của gia đình ở bên cạnh và những người bạn tốt giúp đỡ chia sẻ góp ý thì rất dễ gây ra những sai lầm của tuổi trẻ bồng bột, là một sự hối tiếc cả một đời người. Khi nhìn lại thì chỉ thấy toàn là những sự muộn màng. Đó là tất cả cái thanh xuân của cái tuổi trẻ. Vậy thì thanh xuân của những người lập gia đình thì như thế nào? Vậy khi mà mình lập gia đình rồi thì mình có còn thanh xuân hay không? Đây cũng là một cái câu hỏi mà được các bạn nữ còn trẻ hỏi rất là nhiều. Vì là có rất là nhiều các bạn đã đặt những câu hỏi này và cũng lo sợ là khi mà mình lập gia đình rồi á, thì mình lo lắng cơm áo, gạo tiền, kinh tế, tất cả mọi thứ thì không có thời gian để chăm sóc bản thân thì cái thanh xuân đó nó không còn nữa. Nếu mà thật sự thanh xuân như vậy thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ không có dám lập gia đình
vì rất là sợ mình mất đi cái thanh xuân của mình. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái thanh xuân của một người phụ nữ mà khi lập gia đình thì mình cũng phải hiểu là hôn nhân là nó khác so với cái lúc mà mình yêu nhau. Vì khi mà hôn nhân là hai người về sống chung một cái nhà thì đòi hỏi mình có trách nhiệm, bổn phận rất là nhiều, là một cái gánh nặng và có rất là nhiều những cái áp lực đè lên trên đôi vai của cả hai người. Nếu như mà thanh xuân của người đàn ông là vì sự nghiệp là trên hết thì sự hy sinh này cũng là vì muốn cho kinh tế gia đình được tốt hơn. Thì bản thân người đàn ông họ cũng phải hy sinh cái thanh xuân của họ để đến với mình, mang thêm nhiều áp lực trong cuộc sống, gánh nặng về kinh tế trên vai, giữa gia đình và sự nghiệp họ phải đối mặt hàng ngày. Với tất cả những cái việc xảy ra mà trước đây họ chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của họ, nhưng mà họ vẫn cố gắng vì gia đình mà họ vượt qua. Nếu như sự kết hợp thanh xuân của cả hai với nhau, cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu, chấp nhận những điểm tốt cũng như là không tốt của nhau, thì thanh xuân của cả hai đều là những ký ức đẹp, cho chúng ta một cái cảm giác khác xa với cái tuổi thanh xuân mà bồng bột khi mà mình còn trẻ. Thanh xuân của người lập gia đình là những bài học kinh nghiệm sống rất là tuyệt vời mà mỗi con người chúng ta đều phải trải qua. Nếu như mà thực sự có vấp ngã thì đó cũng là một bài học rất là đáng giá của cuộc đời cho cả hai người, chứ không có riêng cho một ai cả. Vì ai cũng mong muốn rằng bản thân mình sẽ tìm được cho mình một người hiểu mình nhất để có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cho dù cuộc sống đó có buồn hay là vui thì đó cũng là một cái hồi ức rất là đẹp của tuổi trẻ, mà khi sau này mình nhắc lại cũng không bao giờ hối tiếc. Cuộc sống thì mình cũng luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc chia ly, hội tụ, dù là được định sẵn hay là đến bất ngờ. Bởi sẽ chẳng bao giờ ta có thể biết lần gặp gỡ tiếp theo là bao giờ hay là không bao giờ nữa. Thì thanh xuân cũng chính là những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Thanh xuân là cả một khoảng thời gian học được cái cách lựa chọn, mà đôi khi sự lựa chọn của ta lại không phải là điều ta hằng mong mỏi. Bởi vì vậy, thanh xuân của mình trải qua mỗi ngày là một bức tranh được vẽ nên không phải bằng màu mà là tình cảm, cảm xúc. Trong bức tranh này, mình thấy được những việc đúng, sai của đời mình, tình yêu thương của cha mẹ, gia đình, những người bạn thân luôn luôn ở bên cạnh mình. Mình thầm cảm ơn tất cả mọi người đã đến với mình trong cuộc đời này, luôn yêu thương mình, cho mình một cái thanh xuân thật là đúng nghĩa. Để cảm ơn tất cả những thứ mà cuộc đời này mang tặng cho mình, thì mình luôn luôn cố gắng sống thật tốt, làm những việc có ích cho đời và cho bản thân. Cuối cùng thì thanh xuân là một món quà rất là quý giá của cuộc đời chúng ta, không thể đánh đổi nó bằng bất cứ thứ gì có giá trị lớn hơn trên đời, bởi chính nó là thứ có giá trị nhất. Thời gian chỉ có thể lấy đi tuổi xuân của chúng ta, chứ không bao giờ lấy đi được cảm xúc mà thanh xuân mang lại.
giờ mình xem dừng video thanh xuân của mình ở đây. Xin chào và chúc cho các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video sau nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.